Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Sơn La. Chương trình tối nay thứ hai ngày mùng 7 tháng 8 có những nội dung thông tin đáng chú ý sau. Trước những thiệt hại bởi mưa lũ và sạt lở đất, Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La chỉ đạo các địa phương bị thiệt hại khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định đời sống nhân dân. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chủ trì cuộc làm việc với Ban chỉ đạo tỉnh về xây dựng tuyến cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu, đoạn tuyến thuộc địa bàn tỉnh Sơn La. Họp Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Sơn La. Dự kiến ngày 8 tháng 8, Hội đồng Tiền lương Quốc gia sẽ họp đề xuất tăng lương tối thiểu vùng năm 2024. Một lần nữa, câu chuyện về tăng lương lại nóng lên. Tin từ Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Sơn La cho biết, trên địa bàn tỉnh Sơn La trong thời gian từ ngày 28 tháng 7 đến ngày 7 tháng 8 đã có hai đợt mưa vừa mưa to trên diện rộng với tổng lượng mưa cả đợt phổ biến từ 100 đến 400 mm mỗi đợt. Cá biệt có nơi mưa rất to như Trường Lao của huyện Mường La là 476 mm, Tạ Bú huyện Mường La là 407 mm. Theo nhận định của các chuyên gia, độ ẩm của đất ở khu vực thuộc tỉnh Sơn La đã gần bão hòa, trên 90% hoặc đạt trạng thái bão hòa. Mưa to đã làm một người tử vong do lũ cuốn trôi và gây nhiều thiệt hại khác như thiệt hại 169 nhà, trong đó 8 nhà thiệt hại hoàn toàn trên 70%, 1 nhà thiệt hại nặng từ 50 đến 70%, 116 nhà thiệt hại một phần dưới 30%, 3 nhà bị ngập nước, 41 nhà di rời khẩn cấp, thiệt hại gần 70 hecta lúa, 58,6 hecta cây trồng hàng năm và một số hoa màu khác. 5 con gia súc, 2,64 hecta ao cá bị ngập và cuốn trôi 145 kg cá, một công trình nước bị hư hỏng, 16 điểm giao thông bị sạt lở ách tắc, 8 cột điện bị gãy đổ, ước tính thiệt hại trên 11,7 tỷ đồng. Lũy kế thiệt hại từ đầu năm đến nay do mưa lũ trên địa bàn tỉnh Sơn La đã làm 4 người tử vong, 4 người bị thương, 1.174 nhà bị sập đổ, cuốn trôi, sạt lở, hư hỏng nặng, 33 nhà bị ảnh hưởng, tốc mái, hư hỏng nhẹ, sụt lún nhẹ, 13 nhà bị ngập, 47 nhà phải di dời khẩn cấp, một điểm trường bị thiệt hại, ảnh hưởng, thiệt hại nhiều hoa màu, hàng nghìn con gia súc gia cầm và nhiều tài sản khác, ước tính tổng thiệt hại trên 140,9 tỷ đồng. Trước ảnh hưởng của thiên tai, mưa lũ gây thiệt hại về người và tài sản của nhà nước cũng như nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La đã khẩn trương chỉ đạo các đơn vị, địa phương nhanh chóng khắc phục hậu quả, thăm hỏi các gia đình bị thiệt hại, ổn định đời sống nhân dân và đảm bảo kinh tế xã hội. Và sau khi nắm được tình hình thiệt hại bởi mưa lũ cũng như sạt lở đất tại huyện Mường La, đồng chí Tráng Thị Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh và đồng chí Lê Hồng Long, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã đến kiểm tra tình hình khắc phục hậu quả thiên tai và thăm hỏi các gia đình bị thiệt hại trên địa bàn huyện Mường La. Đồng chí Tráng Thị Xuân và đoàn công tác của Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đến kiểm tra tình hình khắc phục hậu quả thiên tai tại xã Trường Lao, huyện Mường La. Theo lãnh đạo của địa phương này cho biết, mưa lớn nhiều ngày qua đã xảy ra sạt lở đất tại nhiều địa bàn dân cư sinh sống, làm hư hỏng nhiều nhà cửa, tài sản và hoa màu của nhân dân. Đặc biệt, thiên tai đã làm một người chết tại bản Ná Lếch thuộc xã Trường Lao. Nhiều tuyến đường cũng bị đất đá sạt trượt, gây ách tắc cục bộ tại nhiều nơi. Với sự chỉ đạo vào cuộc quyết liệt khẩn trương của huyện Mường La, đến nay cơ bản đã thông tuyến đường. Chỉ còn tuyến qua đoạn km 34+200 còn ách tắc cục bộ do khối lượng đá sạt và bùn đất lớn. Đây cũng là tuyến đường trọng yếu kết nối giữa huyện Mường La và tỉnh Lai Châu. Có mặt trực tiếp chỉ đạo tại km 34+200, đồng chí Tráng Thị Xuân yêu cầu chính quyền địa phương tiếp tục chỉ đạo các lực lượng chức năng đẩy nhanh tiến độ khắc phục sạt lở trên các tuyến đường, đồng thời đặc biệt lưu ý cần đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các lực lượng tham gia làm nhiệm vụ. Đồng chí cũng đã đến thăm hỏi động viên các gia đình bị thiệt hại bởi thiên tai, cổ vũ động viên lực lượng chức năng đang nỗ lực ngày đêm làm nhiệm vụ. Cùng ngày, đồng chí Lê Hồng Long và đoàn công tác của Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã đến thăm hỏi tặng quà hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại đang sơ tán tại nơi ở tập trung của huyện. Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy chia sẻ những mất mát lớn đối với gia đình có người bị chết và các gia đình bị thiệt hại, mong muốn bà con nhân dân khắc phục khó khăn trước mắt, đồng thời yêu cầu huyện Mường La tiếp tục quan tâm chăm lo ổn định đời sống cho nhân dân sau thiên tai. Trước đó, mưa lớn kéo dài nhiều ngày trên địa bàn huyện Mường La đã gây ra lũ sạt lở đất tại nhiều nơi trên địa bàn huyện.
Ước thiệt hại ban đầu có 1 người chết, 109 ngôi nhà bị ảnh hưởng, nhiều tuyến đường, diện tích hoa màu bị thiệt hại. Ngay sau khi xảy ra thiên tai, huyện Mường La đã khẩn trương hỗ trợ gia đình người bị chết, thực hiện phương châm 4 tại chỗ, di chuyển toàn bộ người và tài sản của nhân dân ở những nơi nguy hiểm đến nơi an toàn. Thứ nhất là ưu tiên cái vấn đề mà di chuyển người và tài sản của người dân, cái đấy là ưu tiên đầu tiên. Hiện tại giờ chúng tôi đã thành lập các cái tổ công tác xuống đến cơ sở các cái bản, đặc biệt là đối với Trường Lao là ảnh hưởng nặng nhất, thì ở đây có thành lập một cái sở chỉ huy để chỉ đạo toàn bộ cái việc mà khắc phục này. Vấn đề thứ hai là sẽ di chuyển toàn bộ các cái nhà và tài sản của người dân đến nơi an toàn. Đấy là cái ưu tiên. Cái thứ ba là xác định cái điểm tái định cư để di chuyển toàn bộ cái bản tàng kẻ cũng như các cái hộ khác trên địa bàn toàn huyện về nơi an toàn và bố trí nguồn lực để mà hỗ trợ người dân sớm ổn định đời sống và sản xuất cho nhân dân. Ngày 7 tháng 8, đồng chí Hà Trung Chiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Sơn La đã đến kiểm tra thực tế tại điểm sạt lở thuộc tổ 3, phường Triềng Cơi và chỉ đạo công tác phòng chống lũ bão. Do ảnh hưởng của đợt mưa kéo dài đã gây ra tình trạng sạt lở đất làm ảnh hưởng đến sinh hoạt của một số hộ gia đình thuộc tổ 3, phường Triềng Cơi. Để đảm bảo tính mạng và tài sản của nhân dân, kịp thời xử lý tình trạng sạt lở, đồng chí Hà Trung Chiến đề nghị các phòng ban chức năng của thành phố Sơn La, lãnh đạo các xã phường cần xác minh nguyên nhân sạt lở, khẩn trương triển khai các biện pháp khắc phục theo tình trạng khẩn cấp về thiên tai, đồng thời tuyên truyền vận động các hộ trong khu vực nguy cơ cao di chuyển đến các khu vực an toàn cho đến khi các cơ quan chức năng khắc phục xong tình trạng sạt lở, bảo đảm an toàn. Đồng thời phối hợp khảo sát lại hệ thống thoát nước ở địa bàn tổ 5, phường Quyết Tâm và tổ 3, phường Triềng Cơi để sửa chữa và nâng cấp, tránh tình trạng quá tải, nước ngập vào khu dân cư, ảnh hưởng đến cuộc sống và sinh hoạt của nhân dân. Đẩy mạnh tuyên truyền để nhân dân nâng cao cảnh giác phòng chống sạt lở đất, lũ quét, đá lăn, theo đó bảo đảm an toàn về tính mạng và tài sản của nhân dân trong mùa mưa lũ. Trong mấy ngày vừa qua trên địa bàn huyện Mường La, do ảnh hưởng của mưa lớn đã gây thiệt hại về nhà ở, tài sản và người dân. Cấp ủy chính quyền huyện Mường La đã nhanh chóng tập trung chỉ đạo huy động lực lượng sớm khắc phục hậu quả thiên tai gây ra. Tính đến 18 giờ ngày 6 tháng 8, thiệt hại do mưa lũ trên địa bàn huyện Mường La đã khiến một người ở bản Nà Lách, xã Trình Lao tử vong do bị lũ cuốn trôi và 3 người bị thương. 221 ha bị ảnh hưởng, trong đó nhà bị sập đổ hoàn toàn 8 nhà, nhà bị sạt lở tán lui, đá lăn vào nhà 116 nhà, 49 nhà có nguy cơ sạt lở cao, 38 nhà phải di dời khẩn cấp. Mưa to đã khiến sạt tắc đường quốc lộ 279D tại 4 điểm. Một số tuyến đường liên tỉnh liên xã bị sạt lở 33 điểm, chiều dài khoảng 406 m, khối lượng đất đá khoảng 798 m khối, sạt lở ta luy âm 60 m, một ngầm tràn bị hư hỏng, ba cầu treo bị ảnh hưởng, diện tích lúa ruộng bị vùi lấp cuốn trôi 34,5 ha, 0,4 ha hoa màu, 3 ha ngô, 10 ha sắn, khoảng 1.900 m kênh mương bị hư hỏng vùi lấp, một công trình nước sinh hoạt bị ảnh hưởng, gãy đổ ba cột điện, lũ cuốn trôi 70 m kè đất đá, ước thiệt hại khoảng 5,7 tỷ đồng. Ngay khi thiên tai xảy ra, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn huyện Mường La trực tiếp kiểm tra tình hình, chỉ đạo công tác khắc phục, thống kê thiệt hại, hỗ trợ các hộ di chuyển tài sản đến nơi ở an toàn. Đồng thời, động viên thăm hỏi gia đình có người bị lũ cuốn trôi và các hộ dân bị sạt lở ta luy, đá lăn vào nhà và sập đổ hoàn toàn. Công an huyện Mường La đã bố trí 100% quân số trên địa bàn toàn huyện, đồng thời huy động gần 40 cán bộ chiến sĩ công an huyện phối hợp với Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, công an tỉnh cùng đến giúp các hộ dân tại bản Tạng Khẻ cũ, nay là bản Nà Lách, di rời tạm ra khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở. Cấp ủy chính quyền huyện Mường La tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác khắc phục thiên tai, ra soát, xác định phân vùng trọng điểm có nguy cơ xảy ra sạt lở cao để có phương án cụ thể cho từng vùng, chủ động phòng chống thiên tai kịp thời, hiệu quả khi có mưa lũ xảy ra. Hiện nay, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Mường La đang tiếp tục chỉ đạo các cơ quan đơn vị đoàn thể, thành viên Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn huyện, các xã thị trấn, chủ động kiểm tra, rà soát, sơ tán khẩn cấp các hộ dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, nhất là tại các khu vực có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, lũ ống, lũ quét hoặc bị ngập sâu khi mưa lớn để bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân với phương châm 4 tại chỗ. Trước thiệt hại do sạt lở gây ra trên tuyến đường từ trung tâm huyện Mường La đi quốc lộ 32 huyện Than Uyên của tỉnh Lai Châu, ngành giao thông vận tải Sơn La đang khẩn trương khắc phục sạt lở trên tuyến giao thông huyết mạch này. Theo báo cáo của Sở Giao thông Vận tải, từ ngày 1 tháng 8 đến ngày 6 tháng 8, trên địa bàn tỉnh xuất hiện nhiều đợt mưa trên diện rộng, làm sạt lở trên các tuyến quốc lộ và tỉnh lộ. Đặc biệt, đêm ngày 5 tháng 8 đến sáng ngày 6 tháng 8,
trên địa bàn huyện Mường La có lượng mưa rất lớn đã làm sạt lở nghiêm trọng ta luy âm và ta luy dương, gây thiệt hại cho tuyến quốc lộ 279D. Cụ thể có 6 vị trí sạt lở ách tắc giao thông với khối lượng khoảng hơn 16.000 mét khối. Trong đó có đoạn tuyến km 32 cộng 300 đến km 32 cộng 600 đã bị sạt trượt làm vùi lấp hư hỏng nền mặt đường, dẫn đến không thể lưu thông được từ trung tâm huyện Mường La đi quốc lộ 32 huyện Than Uyên tỉnh Lai Châu và ngược lại. Ngay sau khi xảy ra mưa lũ, ngành giao thông vận tải Sơn La đã chỉ đạo đơn vị quản lý bảo dưỡng tập trung bố trí nhân lực, máy móc thiết bị hót dọn, san gạt các vị trí sụt sạt xa bồi, đồng thời phối hợp với lực lượng chức năng tổ chức phân luồng giao thông. Hiện nay là chúng tôi đã huy động lực lượng máy móc thiết bị đảm bảo giao thông trên tuyến và đã thông được 5 vị trí. Hiện tại thì còn 4 vị trí đang tắc và chúng tôi cũng đang nỗ lực để thông đường một cách nhanh nhất có thể. Tính đến 8 giờ ngày 7 tháng 8, tuyến quốc lộ 279D xảy ra sạt lở hơn 20 điểm. Trong đó có 7 điểm tắc đường với khối lượng sạt lở gần 20.000 mét khối, dẫn đến không thể lưu thông được từ trung tâm huyện Mường La, tỉnh Sơn La đi quốc lộ 32 huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu. Công ty cổ phần quản lý và xây dựng giao thông 1 Sơn La đã huy động máy móc, thiết bị đảm bảo an toàn giao thông từ bản kết và đập thủy điện Hồi Quảng để thông tuyến. Ngay sau khi mà nhận được tin báo tình hình sạt lở xảy ra thì Sở Giao thông Vận tải đã tổ chức triển khai các cái phương án khắc phục. Thì đến nay thì các cái vị trí sạt lở nhỏ trong đoạn tuyến từ thành phố Sơn La và Mường La thì cũng đã được ngành giao thông vận tải khắc phục, đảm bảo giao thông bước 1 và đảm bảo cho xe lưu thông bình thường. Tuy nhiên đối với cái đoạn tuyến từ huyện Mường La, Than Uyên của tỉnh Lai Châu thì hiện nay trên có 4 vị trí là sạt lở đặc biệt nghiêm trọng, vùi lấp toàn bộ nền mặt đường. Đối với tuyến quốc lộ đường tỉnh bị thiệt hại do mưa lớn gây sạt lở, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Sơn La đã chỉ đạo đơn vị quản lý đường bộ triển khai công tác khắc phục, đảm bảo giao thông thông suốt. Bên cạnh đó, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Sơn La đang xây dựng phương án khôi phục công trình đường bộ và phối hợp với chính quyền địa phương vận động di dời các hộ dân trong vùng nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn. Sau đây là tin dự báo mưa lớn trên khu vực tỉnh Sơn La. Đêm ngày 6 và sáng ngày 7 tháng 8 ở tỉnh Sơn La tiếp tục có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Lượng mưa đo được phổ biến từ 20 đến 50mm, có nơi như là Mường Lèo, Sốp Cộp 80mm, Triềng Khay, Quỳnh Nhai 58mm. Dự báo từ đêm ngày 7 đến hết ngày 8 tháng 8 ở tỉnh Sơn La tiếp tục có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Lượng mưa phổ biến từ 20 đến 60mm, có nơi trên 80mm. Bắt đầu từ đêm ngày 8 đến ngày 9 tháng 8, tỉnh Sơn La có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa, với lượng mưa phổ biến từ 10 đến 30mm, có nơi trên 60mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cảnh báo từ đêm ngày 8 đến ngày 9 tháng 8, tỉnh Sơn La sẽ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn cấp độ 1. Dự báo tác động của mưa lớn, ảnh hưởng của dông kèm theo các hiện tượng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa dông có khả năng gây ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng thấp. Vâng, thưa quý vị, và trước ảnh hưởng của thời tiết, dự báo mưa lớn tiếp tục xảy ra tại tỉnh Sơn La, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại một số huyện, thành phố có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp đến tính mạng của người dân. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân tuyệt đối tuân thủ các quy định đảm bảo an toàn. Khi phát hiện có dấu hiệu của mưa lũ, sạt lở đất, cần nhanh chóng thông báo với chính quyền địa phương để ứng phó kịp thời, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của người dân. Chương trình tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Chiều ngày 7 tháng 8, đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã chủ trì cuộc làm việc với Ban chỉ đạo tỉnh về xây dựng tuyến đường cao tốc Hòa Bình Mộc Châu, đoạn tuyến thuộc địa bàn tỉnh Sơn La, gọi tắt là Ban chỉ đạo 441. Dự cuộc làm việc có đồng chí Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo.
Thời gian qua, Ban chỉ đạo tỉnh về xây dựng tuyến đường cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu, đoạn tuyến thuộc địa bàn tỉnh Sơn La đã chỉ đạo cơ quan thường trực nghiên cứu, tham mưu xây dựng và ban hành quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cụ thể từng thành viên, làm cơ sở chủ động trong việc tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ. Thành lập 5 tổ giúp việc ban chỉ đạo, đã tổ chức các phiên họp tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện cho phép theo quy định của pháp luật để có thể triển khai dự án ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ giao Ủy ban Nhân dân tỉnh là cơ quan chủ quản. Về tiến độ, đã hoàn thành công tác khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án trình cấp có thẩm quyền thẩm định, báo cáo đánh giá tác động môi trường, hoàn thành việc thống kê kiểm đếm sơ bộ đất đai tài sản trên đất để khái toán kinh phí giải phóng mặt bằng, bố trí quỹ đất tái định cư, xác định thống nhất vị trí đấu nối giữa các đoạn tuyến của dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu. Tại cuộc họp, các đại biểu đã tập trung cho ý kiến làm rõ những khó khăn vướng mắc, nguyên nhân và các giải pháp để triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến đầu tư, ngân sách, các quy định của luật đất đai và triển khai công tác giải phóng mặt bằng ngay sau khi phê duyệt chủ trương đầu tư, tình hình bố trí vốn cho dự án. Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Hữu Đông đề nghị Ban chỉ đạo 441 tập trung chỉ đạo đôn đốc triển khai các nội dung theo kế hoạch, chủ động phối hợp với các bộ ngành trung ương liên quan trong việc thực hiện các nhiệm vụ chuẩn bị các điều kiện để trình Thủ tướng Chính phủ sớm có văn bản giao Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La làm cơ quan chủ quản dự án, tiếp tục rà soát, hoàn thiện, ban hành kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ, bảo đảm đúng thời gian và quy định của pháp luật. Sáng nay, ngày 7 tháng 8, đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Sơn La giai đoạn 2021-2025 đã chủ trì cuộc họp ban chỉ đạo. Dự hội nghị có đồng chí Tráng Thị Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, thành viên ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Sơn La giai đoạn 2021-2025. Theo báo cáo của Ban chỉ đạo, đến hết tháng 7 năm nay, tổng vốn ngân sách nhà nước phân bổ thực hiện 3 chương trình là trên 3.022 tỷ đồng, trong đó vốn đầu tư công trên 1.564 tỷ đồng, vốn sự nghiệp 1.457 tỷ đồng, đã phân bổ chi tiết trên 2.728 tỷ đồng, bằng 90,3% tổng kế hoạch vốn thực hiện trong năm. Kết quả giải ngân đến ngày 31 tháng 7 năm 2023 đạt trên 692 tỷ đồng, bằng 22,9% kế hoạch. Tại cuộc họp, các đại biểu đã báo cáo tiến độ triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn, khó khăn vướng mắc, đồng thời đề xuất kiến nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tham mưu hoàn thiện sớm nội dung xây dựng nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh về định mức chi ngân sách nhà nước, hỗ trợ tiêu chí lựa chọn thực hiện dự án kế hoạch, phương án nhiệm vụ phát triển sản xuất thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia. Ban dân tộc chủ trì phối hợp đề xuất trình Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét điều chỉnh vốn từ cấp tỉnh không sử dụng hết trên 193 tỷ đồng nguồn vốn đầu tư cứng hóa đường giao thông đến trung tâm xã về cho các huyện. Chủ trì phối hợp đề xuất phương án điều chỉnh phân bổ số vốn kế hoạch năm 2023 thuộc chương trình mục tiêu quốc gia theo quyết định số 1719 tại cấp tỉnh chưa đủ điều kiện để phân bổ chi tiết. Sở Tài chính chủ trì phối hợp với các sở ban ngành liên quan và Ủy ban Nhân dân các huyện thành phố rà soát phân bổ điều chỉnh kế hoạch vốn sự nghiệp năm 2023 thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, đôn đốc các chủ đầu tư hoàn thiện thủ tục đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn sự nghiệp thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Hoàng Quốc Khánh đề nghị cơ quan thường trực ban chỉ đạo rà soát các khó khăn vướng mắc và đề xuất triển khai hoạt động hiệu quả, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ, các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023 và giai đoạn 2021-2025. Trong đó tăng cường việc đôn đốc, kiểm tra, đánh giá, thực hiện có hiệu quả công tác giúp đỡ các xã thực hiện xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững, rà soát, kịp thời xây dựng hoàn chỉnh các cơ chế, các văn bản theo hướng dẫn của Trung ương, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Chiều nay, ngày 7 tháng 8, tại Bảo hiểm xã hội tỉnh Sơn La, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã tổ chức công bố quyết định về công tác cán bộ. Đến dự có đồng chí Lê Hùng Sơn, Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, đồng chí Đặng Ngọc Hậu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đại diện lãnh đạo vụ tổ chức cán bộ Bảo hiểm xã hội Việt Nam, lãnh đạo một số sở ban ngành của tỉnh. Tại hội nghị, Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Lê Hùng Sơn đã trao quyết định của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc bổ nhiệm có thời hạn bà Đinh Thị Hường, trưởng phòng quản lý thu sổ thẻ Bảo hiểm xã hội tỉnh Sơn La, giữ chức Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội Sơn La kể từ ngày 1 tháng 8 năm 2023. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Hùng Sơn, Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam và đồng chí Đặng Ngọc Hậu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La đã chúc mừng đồng chí Đinh Thị Hường
được bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Sơn La. Đồng thời đề nghị trên cương vị mới, tân Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Sơn La sẽ tiếp tục phát huy những thế mạnh, năng lực, tiếp tục phấn đấu rèn luyện cùng tập thể lãnh đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh Sơn La xây dựng đơn vị ngày càng vững mạnh, tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn. Sáng nay, ngày 7 tháng 8, Công an tỉnh đã tổ chức tọa đàm khát vọng cống hiến và dấn thân của tuổi trẻ Công an Sơn La trong thời đại kỷ nguyên số, với sự tham gia của 300 cán bộ đoàn viên Công an tỉnh. Tọa đàm được tổ chức trực tuyến tới điểm cầu công an các huyện thành phố. Tại buổi tọa đàm, tiến sĩ Lê Doãn Hợp, nguyên Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã chia sẻ định hướng về công tác chuyển đổi số và trách nhiệm của thanh niên công an trong thời đại cách mạng công nghệ 4.0 hiện nay. Cũng trong buổi tọa đàm, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã ra mắt bản đồ thiện nguyện số trên nền tảng website Dự án Hạnh phúc cho em, ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác thiện nguyện. Thời gian qua, dự án Hạnh phúc cho em từ khi sáng lập điều hành đến nay đã kết nối với các mạnh thường quân tài trợ xây mới 16 điểm trường, 6 ngôi nhà hạnh phúc cho các em học sinh, trường học khó khăn trên địa bàn tỉnh. Việc ra mắt bản đồ thiện nguyện số trên nền tảng website Dự án Hạnh phúc cho em đi vào hoạt động, góp phần đưa công cuộc chuyển đổi số ứng dụng vào công tác thiện nguyện là cầu nối quan trọng giữa lực lượng công an Sơn La với các mạnh thường quân để sẻ chia, giúp đỡ, hiện thực hóa ước mơ của các em nhỏ, các điểm trường có hoàn cảnh khó khăn với phương châm xây cho em hạnh phúc, xây cho em tương lai tươi sáng. Tại buổi lễ ra mắt, bản đồ thiện nguyện số trên nền tảng website Dự án Hạnh phúc cho em đã trực tiếp kết nối với các mạnh thường quân hỗ trợ hơn 1,1 tỷ đồng tài trợ cho dự án để xây dựng hai công trình trường đẹp cho em, một công trình cầu hạnh phúc, một nhà hạnh phúc, một phòng máy tính cho tương lai, 30 chiếc xe đạp cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Thưa quý vị và các bạn, câu chuyện tăng lương tối thiểu vùng lại một lần nữa nóng lên khi các cơ quan có thẩm quyền chưa đưa ra phương án điều chỉnh lương tối thiểu vùng. Và theo dự kiến thì ngày mai, ngày 8 tháng 8, Hội đồng Tiền lương Quốc gia sẽ họp đề xuất tăng lương tối thiểu vùng năm 2024. Mức tăng, thời điểm áp dụng như thế nào để đảm bảo khả năng chi trả của doanh nghiệp cũng như đáp ứng nhu cầu sống tối thiểu của người lao động là vấn đề đang được quan tâm hiện nay. Thu nhập vốn đã giảm do từ nhiều tháng nay công ty thường xuyên cho nghỉ việc sớm vì ít đơn hàng. Cộng thêm sau khi chi trả tiền nhà trọ sinh hoạt hàng ngày, anh Thanh không còn dư giả đồng nào. Có gia đình vợ con thì vợ con mình ở đây, đôi khi là cái mức lương của mình không đủ để đáp ứng nhu cầu con đi học và sinh hoạt. Tại Diễn đàn Người lao động năm 2023, bên cạnh vấn đề nhà ở, việc làm bền vững, thì làm sao để cải thiện tiền lương cũng là điều mà được người lao động gửi gắm nhiều nhất đến Quốc hội và Chính phủ. Gần đây, giá trị thịt lợn, nhiều loại mặt hàng thiết yếu liên tục tăng, mức lương tối thiểu chưa đáp ứng với mức sống tối thiểu của người lao động. Đề nghị Quốc hội có cái giải pháp tiếp tục cải thiện lương và mức lương tối thiểu vùng để người lao động nâng cao chất lượng cuộc sống. Khảo sát của Viện Công nhân Công đoàn cuối năm 2022 cho kết quả gần 59% công nhân không có khoản tích lũy và thu nhập giảm còn 5 triệu 900 nghìn đồng một tháng do ảnh hưởng của cắt giảm việc làm. Tổng thu nhập bình quân của công nhân gồm tiền lương, tăng ca, phúc lợi khoảng 8 triệu 740 nghìn đồng một tháng, nhưng mức chi tiêu ở khoảng 10 triệu 300 nghìn đồng. Thu nhập chỉ đáp ứng được 83% chi tiêu. Mức sống này được khảo sát vào thời điểm giá điện, xăng, nước chưa tăng. Tiền lương là một cái động lực rất là quan trọng để người lao động với năng suất chất lượng, hiệu quả và gắn bó với doanh nghiệp. Vì vậy thì việc mà xem xét tăng lương như thế nào và thời điểm nào, chúng tôi nghĩ là trong cái bối cảnh năm nay chúng ta phải cân nhắc hết sức. Chúng tôi nghĩ rằng mong muốn của người lao động thì rất là mong muốn để điều chỉnh tiền lương. Vâng, tăng lương tối thiểu là quy định đã được thực hiện từ nhiều năm, là nguyện vọng chính đáng của người lao động. Tuy nhiên thì trong tình hình kinh tế xã hội khó khăn, tăng trưởng thấp, việc đề xuất tăng lương tối thiểu cần phải cân đo đong đếm thật kỹ, nhất là phải tính đến sức khỏe của các doanh nghiệp. Chưa năm nào các doanh nghiệp gia công xuất khẩu gặp khó khăn như năm nay. Đơn hàng tính theo từng tháng, hầu như không có tăng ca. Thậm chí doanh nghiệp chấp nhận gia công cả các đơn hàng giá rẻ để giữ việc cho người lao động. Công việc của tôi hiện tại đến bây giờ thì so với mọi năm thì là vẫn là không bằng được mọi năm. Hiện tại thì nói chung là không có dư giả được, cũng chỉ là
đủ để trang trải cuộc sống thôi. So với lại mức thu nhập ở công ty này thì còn là ổn định hơn với những công ty khác. Đơn hàng giảm, doanh nghiệp gặp khó. Còn bản thân đời sống của người lao động cũng không khá hơn khi giá cả hàng hóa tiêu dùng cũng tăng cao. Biến động của đơn hàng và cũng giá cả thị trường khó khăn thì em thấy năm nay là nó mọi năm thì lương của chúng em cũng được tăng nhiều hơn. Nhưng mà so với năm nay chúng em gặp rất là nhiều khó khăn. Năm nay thu nhập mà cả công ty nó giảm, cuộc sống hơi khó khăn bởi vì theo cả tình hình chung của cả nước. Theo Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, dự kiến ngày 8 tháng 8, Hội đồng Tiền lương Quốc gia sẽ họp đề xuất tăng lương tối thiểu vùng năm 2024. Tuy nhiên, việc tăng lương tối thiểu vùng sẽ phải xem xét trên tinh thần hài hòa, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển thì mới tạo công ăn việc làm cho người lao động. Hội đồng Tiền lương Quốc gia để xem xét đánh giá lại, nghe Tổng Liên đoàn rồi là VCCI, các cái cơ quan quản lý lao động rồi tổ chức người lao động. Chúng ta xem xét lại xem mức độ sản xuất kinh doanh thế nào, tình hình sản xuất của các doanh nghiệp thế nào, tình hình lao động thế nào, thu nhập thế nào, tốc độ tăng trưởng thế nào, để tính toán xem năm 2023 có điều chỉnh mức lương tối thiểu hay không. Thế và nếu điều chỉnh thì điều chỉnh như thế nào? Làm sao chúng tôi cho rằng hài hòa nhất, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển thì mới tạo công ăn việc làm được. Theo kinh nghiệm quốc tế, lương tối thiểu chỉ nên bằng 40-60% mức lương trung bình. Dư địa còn lại để thương lượng tiếp, để tăng năng suất lao động, tăng cho việc tuân thủ luật lao động mẫn cán, để tăng thu nhập thực tế cho người lao động. Dù kết quả đề xuất tăng lương tối thiểu như thế nào thì rõ ràng điều quan trọng nhất là tăng lương ở doanh nghiệp cần phải gắn với năng suất lao động, hiệu quả sản xuất kinh doanh, thị trường lao động giữa cung và cầu cũng như khả năng chi trả của doanh nghiệp. Hiện nay, nhãn Sơn La đang cho thu hoạch chính vụ với sản lượng dự kiến của năm nay đạt khoảng là 140.000 tấn. Các địa phương trong tỉnh đang thực hiện nhiều giải pháp để xúc tiến quảng bá sản phẩm nhãn tại thị trường trong nước và nước ngoài nhằm bảo đảm tiêu thụ hết sản phẩm cho bà con nông dân. Sơn La là tỉnh có diện tích trồng nhãn lớn nhất miền Bắc với hơn 20.000 hectare. Nhãn năm nay được đánh giá là được mùa, sản lượng ước đạt khoảng 140.000 tấn. Để giúp người trồng nhãn tiêu thụ sản phẩm tốt hơn, tỉnh Sơn La đã tập trung rà soát, chuẩn bị tốt các điều kiện, nâng cao năng lực thu hái, bảo quản, đóng gói sản phẩm nhãn quả tươi và long nhãn phục vụ xuất khẩu sang thị trường EU, Vương quốc Anh và Trung Quốc. Tỉnh Sơn La cũng đã có chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã thiết kế bổ sung mẫu mã, bao bì phù hợp với từng thị trường để quảng bá giới thiệu sản phẩm trong và ngoài nước. Lũy kế tính đến nay, toàn tỉnh đã tiêu thụ hơn 10.000 tấn nhãn, trong đó đưa vào chế biến long nhãn khoảng 1.000 tấn. Giá nhãn xuất khẩu 25.000 đồng 1 kg, nhãn tiêu thụ tại thị trường trong nước có giá trung bình khoảng 18 đến 25.000 đồng 1 kg. Nhãn làm nguyên liệu long nhãn từ 8 đến 10.000 đồng 1 kg. Trong hai ngày mùng 7 và mùng 8 tháng 8, Sở Nội vụ phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Bắc Yên tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tôn giáo năm 2023. Tham gia lớp bồi dưỡng có 80 học viên là cán bộ, công chức cấp huyện, cấp xã và bí thư chi bộ, trưởng bản tiểu khu, người hoạt động không chuyên trách, bản tiểu khu, tổ bản có nhiều tín đồ các tôn giáo, được truyền đạt hai chuyên đề về quan điểm chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với tín ngưỡng tôn giáo. Nội dung cơ bản của luật tín ngưỡng tôn giáo và nghị định số 162/2017 ngày 30 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ. Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật tín ngưỡng tôn giáo. Báo cáo chuyên đề một số tình hình hoạt động tôn giáo ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh, thực trạng và giải pháp. Thông qua lớp bồi dưỡng sẽ giúp cho các học viên nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng và hiệu quả xử lý các vấn đề liên quan đến tín ngưỡng tôn giáo, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra trong tình hình mới. Nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự tối nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.